Phật tử chúng ta bây giờ chắp tay niệm Phật cầu gia bị ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhận tướng thấy hình như cũng có vài Phật tử mới nha. Thì mình mới tới tu thì mình thấy mình cũng chưa hiểu về tại sao mình phải tu như thế này, tu như thế kia, rồi phải làm như này, làm như thế kia. Đúng không ạ? Chính vì vậy mà mỗi khi tu xong thì Nhận tướng sẽ chia sẻ để cho quý Phật tử biết tại sao mình phải duy trì như vậy, tại sao mình phải làm như vậy. Thì hồi xưa thì mà khi mà Đức Phật mà thành đạo, Ngài gặp năm anh em Kiều Trần Như, thì Ngài thuyết cái bài pháp đầu tiên, đó là bài Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Thì hôm nay Nhận tướng cũng sẽ chia sẻ lại cho những vị Phật tử mà sơ cơ mới tới hiểu về thế nào là Tứ Diệu Đế. Thì nói là sơ cơ vậy thôi chứ nhưng mà chưa chắc mấy cụ đã nắm được hết, đã biết, đã hiểu. Thì Tứ Diệu Đế là gì? Đầu tiên là gì ạ? Khổ đế nè, tới tập đế nè, rồi tới diệt đế, và cuối cùng là đạo đế. Đó, thì khổ đế là như thế nào? Thì con người mà sinh ra trên thế gian này thì không ai mà không tránh khỏi khổ hết. Không có khổ này thì cũng có khổ khác. Thì Phật mới quy nạp lại thành gì ạ? 8 loại khổ. Đó là gì ạ? Sinh ra là khổ này. Có đứa trẻ nào mà nó sinh ra nó cười không ạ? Không có, đúng không? Sinh ra là khổ. Rồi gì ạ? Lão là già, khổ. Chẳng ai mà già mà lại sướng hết trơn á. Đúng không? Già rồi nó buồn đủ kiểu hết. Già thì nó xấu, đúng không? Nhăn nheo rồi. Đó, rồi già khổ nè. Rồi bệnh khổ nè. Rồi khi chết cũng khổ nè. Đó, 4 cái khổ đó. Thêm 4 cái khổ nữa là gì? Ái biệt ly, nghĩa là yêu thương mà phải chia lìa, cũng khổ. Rồi oán tan hội, ghét nhau mà phải ở chung cũng khổ. Rồi dạ, ái biệt ly, oán tan hội, rồi cầu bất đắc. Mình muốn cái này, mình muốn có được người này, mình muốn có được người kia cũng không được. Thì cái đó cũng là khổ, đúng không ạ? Rồi cuối cùng là gì? Ngủ ấm xí thạnh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái ngủ ấm là sắc thọ tưởng hành thức của mình nè. Nó mà tăng lên một chút là mình cũng mệt. Chẳng hạn như nhiệt độ mà nó cao lên một chút là mình cũng khổ rồi, đúng không? Mình ăn mà ăn cay quá nên nó cũng mệt, cũng khổ. Đó, ngủ ấm xí thạnh đó, có nghĩa là như vậy. Đó, thì mọi người thấy là Đức Phật nói về cái khổ nó đầy đủ hết rồi, đúng không? Không ai mà tránh khỏi hết. Bây giờ mà nhất là cái thời mạt pháp nữa, cái thời mạt pháp là chúng sanh còn khổ đủ thứ hết, tai nạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh rồi tùm lum hết. Đó, thì Đức Phật nói cái khổ ra đó không phải là để gọi là bi quan, đúng không? Mà Đức Phật nói cái khổ ra đó để cho chúng ta sao biết được cái hiện trạng đó, mà chúng ta tìm cái nguyên nhân tại sao chúng ta khổ, đúng không? Mình phải biết được cái nguyên nhân khổ rồi mình mới có thể mình thoát khổ được chứ. Chứ bây giờ mình cứ nghĩ mình sướng, cứ đi tìm cái sướng không à, mà mình không nhìn nhận vô cái thực tế, không chịu chấp nhận cái thực tế thì làm sao mình giải quyết được. Đó, thì Phật mới nói là gì? Con người khổ là do gì? Đó là do huân tập, do tích tụ những hành vi bất thiện, những ý niệm sai lầm. Đó, rồi dẫn tới những cái hành động mà gọi là đi ngược lại với luân thường đạo lý đó, hoặc là những cái hành động mà nó vô bổ. Nhưng mà nếu mà không có ai nói thì mình nhiều người đời hiện nay sẽ vẫn không biết được. Họ vẫn cứ sao ạ? Họ cứ nghĩ là gì? Không được ăn ngon mặc đẹp là khổ nè, không có nhà lầu xe hơi là khổ nè, không có được con khôn và đẹp là khổ nè. Đó, họ cứ nghĩ như vậy thôi. Chọn Phật á, thì Phật lại nói khác. Đó, Phật thì nói là gì? Đầu tiên là do gì? Những hành vi bất thiện và những ý niệm sai lầm nó mới gây ra khổ, chứ không phải được những cái kia gọi là sướng đâu. Tại sao mà họ có cái kiểu nhận thức như vậy? Hiện nay hầu như ai cũng có cái nhận thức như vậy, là phải có vợ đẹp, phải có nhà lầu xe hơi là mới gọi là sướng. Ai có mấy cậu biết tại sao không? Là tại vì ngày nay con người ta đang bị ảnh hưởng bởi cái tư duy kiểu duy vật. Nghĩa là nó ảnh hưởng, cái tư duy này là nó ảnh hưởng từ cái nền khoa học phương Tây á.
Nghĩa là họ nói là cái vật chất này là sao? Là được cấu tạo từ những cái hạt cơ bản, đúng không? Rồi nó kết hợp lại với nhau, đúng không? Rồi nó tập hợp lại rồi nó thành vật chất. Rồi từ cái vật chất đó mà sao? Bắt đầu nó xuất hiện con người, rồi bắt đầu xuất hiện tâm thức. Như vậy là họ sẽ giải thích cái thế giới này là gì? Là vật chất. Rồi từ đó mà hình thành nên tâm thức, đúng không? Đó, như vậy là họ cho là gì? Vật chất tạo ra tâm thức. Nên cuối cùng là sao? Nên cuối cùng là muốn cho con người sướng là cứ phải sao? Thỏa mãn cái nhu cầu vật chất, đáp ứng được cái vật chất thì sướng. Đó là do cái quan niệm của họ như vậy. Nhưng mà Đức Phật đó thì không bị cho là như vậy. Đức Phật cho là sao? Hồi xưa vào cái thời Đức Phật á, nhiều người á, nhất là những người mà tập yoga á, hồi xưa mà những tướng mà đọc cái quyển mà Hành Trình Về Phương Đông á, thì những tướng thấy á, có những nhà yogi á, họ chỉ cần đưa cái kính lúp lên rồi họ tập trung, sau đó tự nhiên á, nó biến thành quả nho, nó biến thành quả táo. Thì cái vị mà đi tham học á, cái vị phương Tây đó đi tham học á, người ta thấy lạ. Tại sao mà từ cái ông này ông có thể chú ý vào một cái là tự nhiên nó biến thành quả táo, biến thành cái quả nho mà đúng với cái vị mà của cái người đó, người ta của cái xứ của cái ông đó luôn. Ông mới lạ, từ đó ông mới quan niệm là sao? Ông nói là do gì? Do tâm tạo ra vật. Đó, nó lại ngược lại. Hiện tại là các nhà khoa học thì cho là gì? Do vật tạo ra tâm, đúng không? Còn cái ông hành giả này nè, ông nhìn vào cái hiện tượng đó rồi ông nói là gì? Do tâm tạo ra vật. Thì cuối cùng Đức Phật thì sao? Đức Phật hồi đó là cũng đi tu theo các nhà yogi đó. Ngài tu thì ép thân, ép xác, khổ hạnh, không mặc quần áo, lõa thể luôn. Có cái thời đó có cái đạo mà gọi là lõa thể, không mặc quần áo luôn, sống tự nhiên, ăn một ngày chỉ một hạt mè thôi. Hồi đó là Đức Phật lúc đầu mới đi tu là cũng gặp những cái vị yogi này nè, tu rất là khổ hạnh. Nhưng sau đó rồi Ngài mới phát hiện ra là không phải tâm tạo ra vật, mà cũng chẳng phải vật tạo ra tâm. Nghĩa là Ngài, cái này là gì? Ngài mới phát hiện ra được là gì? Vật và tâm, tuy nó là hai vậy đó, nhưng mà nó vẫn có cái sự thống nhất với nhau. Nó không thể tách rời được nhau, nhưng mà nó cũng không phải là một. Nó cũng không phải là do cái này tạo ra cái kia tạo ra cái này, mà nó có một cái sự liên quan qua lại với nhau. Đó, từ đó mà Đức Phật sao? Mới chú ý tới cái mặt gì? Vô minh. Đức Phật nói là ai mà rớt vào cái khái niệm nhị nguyên như thế này thì Phật nói gọi là vô minh, là không có đúng với chân tướng sự thật. Đó. Thì từ cái vô minh này nè, từ cái ý niệm sai lầm này nè, mà nó bắt đầu nó thúc đẩy con người ta truy cầu. Một là truy cầu vật chất, đúng không ạ? Hai là truy cầu tới những cái cách tu khổ hạnh, ép xác, để đi rơi vào cái cảnh giới vô sắc giới. Nghĩa là Đức Phật nói là cái thời đó người ta tu là tu lên tới cõi trời vô sắc giới, là cái cõi trời đó là nó chỉ có thuần về mặt tinh thần không à, mặt tâm thức không à, không có vật chất trong đó. Nghĩa là thọ mệnh của nó là có tới 8 vạn kiếp, là kinh khủng lắm. Tuổi thọ rất là lớn, nhưng mà không có dạy dỗ được. Nghĩa ai mà lọt vô trong đó là không có biết Phật Pháp. Nên đây cũng gọi là một trong bát nạn. Nghĩa là họ tu lên tới cõi trời vô sắc giới là họ chỉ ở trong cái cảnh giới của họ thôi. Đức Phật không có xen vô được để mà giảng giáo hóa cho họ. Đó. Nên cái đó cũng rất là không có tốt. Rồi. Thì đó, Đức Phật thì nhờ có cái thoát ra được cái ý niệm nhị nguyên đó, mà Đức Phật mới bắt đầu tìm ra được cái phương pháp tu để mà giúp cho chúng ta lìa ra được khỏi hai cái khía cạnh đó, nghĩa là truy cầu dục lạc và ép xác. Đó, thì từ đó sao? Từ đó mới có thể giúp con người đạt được cái hạnh phúc viên mãn, có gọi là gì? Gọi là diệt đế. Đó, nghĩa là gì? Đầu tiên là gì? Do mình có những ý niệm sai lầm nè, đúng không? Nên dẫn tới gì? Mình có những cái hành động, mình tích tụ nó, mình tích tập những cái hành vi không tốt. Đó, từ những cái tích tập những cái hành vi không tốt đó, nó mới làm cho mình khổ. Đó. Còn đó thì từ đó mà Đức Phật mới sao? Mới muốn cho mình mà không có tích tập những cái hành vi, những cái ý niệm không tốt á, thì buộc lòng là mình phải phá được cái vô minh, là cái ý niệm nhị nguyên đó đó. Thì đó, thì lúc đó mình mới hết được khổ. Đó, nhưng mà để hết khổ, nhưng mà để mà trải qua được một quá trình
để mà tiêu trừ hết những cái tập khí xấu của mình. Không phải ngày 1, ngày 2 đâu mấy cụ. Không phải mà ngày 1, ngày 2 mà những cái tập khí xấu của mình mà tự nhiên nó hết đâu. Đó, mình phải có cái sự rèn luyện, đúng không? Giống như nãy giờ mình tu, nãy giờ 1 tiếng rưỡi đó. Đó là gì? Là để cho mình không chạy theo những cái ý niệm cũ nữa, đúng không? Nếu mà mấy cụ mà không chú ý vào câu A Di Đà Phật thì làm sao? Thì cái trong tâm của quý vị sẽ khởi lên đầy đủ các loại ý niệm hết, đúng không? Và những cái ý niệm sai lầm, đa số là toàn là những ý niệm sai lầm, và nó tích tụ càng lúc càng nhiều, từ kiếp này qua kiếp khác luôn. Đó, nếu mà không gặp Phật Pháp á, không gặp Phật Pháp á, thì sao? Thì con người nó sẽ dễ tạo nghiệp lắm, rất là dễ tạo nghiệp. Đó. Thì cái mà quá trình mà để thanh lọc ý niệm này nè, không phải đơn giản là chỉ có đi kinh hành rồi niệm Phật rồi ngồi tĩnh tọa như vậy đâu. Hồi xưa là người ta tu dữ lắm, người ta phải luyện làm sao cho cái theo cái hơi thở gì này, người ta luyện và nó có theo cái từng bước luôn. Bước của họ là gì? Sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh đó, rồi ngự ý đạt vô vi, giải ý đất thần túc. Nghĩa là họ tu hành rất là ghê gớm để mới có thể phá được cái vô minh. Nghĩa là phải từ trong cái định đó, họ mới thấy được cái sự biến hóa của cái ý niệm. Từ một cái ý niệm vô minh đó mà nó thúc đẩy mình hành động, rồi từ cái hành động đó nó xui mình phải làm cái này làm cái kia, đúng không? Rồi nó sinh ra một cái nhận thức mới, rồi sau đó rồi nó lại gì? Nó sinh ra cái sự ái luyến, rồi sau đó nó lại ghi chép lại vào trong cái A Lại Gia Thức. Nó ghi chép lại vào trong cái A Lại Gia Thức và nó tồn tại ở trong đó. Mấy cậu thấy không? Một cái quy trình nhiều như vậy đó. Quy trình nó dài như vậy, phải ở trong định mới thấy được. Còn phàm phu mắc thịt mình thì cứ nghĩ rồi chạy theo thôi, rồi cứ bị cái ái dục nó xui khiến thôi, rồi nó phải tranh giành với nhau, đúng không? Khi mà mình khởi lên lòng tham, đúng không? Thì mình không chịu quán xét được tại sao mình lại tham, mà mình sao mình cứ chạy theo cái lòng tham đó. Rồi nếu mà ai mà tước đi mất cái lòng tham của mình thì sao? Mình nổi sân lên, đúng không? Ai mà tước đi mất cái đối tượng mà mình đang tham đắm đó thì mình dễ nổi sân lên. Đó, từ cái si rồi dẫn tới cái tham, rồi từ cái tham dẫn tới cái sân. Đó. Nó để mà có thể mà thanh lọc được hết tất cả các ý niệm vô minh này á, nói chung là phải để mà đắc được quả vị Phật á, là phải trải qua 3 A Tăng Kỳ Kiếp. Rất là kinh khủng, đúng không? Thì bây giờ Đức Phật mới dùng phương tiện Đức Phật tạm thời chỉ cho thẳng vô cho đệ tử của Ngài về cái phương pháp hành trì. Trực là Ngài sẽ dạy về, đầu tiên là Ngài dạy về gì? Tứ niệm xứ. Đó là cái phương pháp mà để cho giúp cho hành giả nhanh chóng đạt được định là bắt đầu lọt vô được cái lỗ hổng của thời gian á. Nghĩa là người ta cái tứ niệm xứ này nè, thì như những tướng hay giới thiệu đó, nó là bốn cái lực trong cái nội tâm của mình á, nó làm cho cái đầu của mình lúc nào cũng phải vận động hết đó. Nếu mà người nào mà trong định á, người ta có thể thắng được bốn cái lực này thì họ sẽ lọt vào cái lỗ hổng thời gian. Thì lúc này là sao? Cái sự ghi chép nó không còn nữa, rớt vào đây là coi như cái nghiệp họ không còn bị tiếp diễn nữa. Đó, thì Đức Phật á, cái bài pháp đầu tiên của thực hành là Đức Phật dạy về tứ niệm xứ. Còn nhưng mà thường thường con người ta sẽ lọt vào cái lỗ hổng đó là nhất thời thôi, nghĩa là trong một cái khoảnh khắc trong định á, thì họ lọt vào được đó. Thì nhưng mà đợi nhờ cái nhất thời đó mà họ có cái niềm tin để họ tiếp tục họ đi theo cái con đường tu tập nữa. Rồi sau đó Đức Phật mới bắt đầu giảng về gì? Giáo lý duyên khởi, bắt đầu là giảng về cái hoạt động của cái nội tâm của mình. Đó, hoạt động của cái nội tâm của mình nó như thế nào, như hồi nãy những tướng nói đó. Đầu tiên là từ cái ý niệm vô minh, đúng không? Xong rồi nó thúc đẩy mình hành động. Rồi sau đó nó đi tìm các đối tượng để mà nó tiếp xúc, để mà nó giao tiếp. Nó sinh ra nhận thức, rồi bắt đầu là nó có khởi lên ái luyến, rồi bắt đầu nó thu thập và bắt đầu nó lưu giữ và sau đó nó tồn tại trong ký ức. Cái đó là một cái quy trình đó gọi là duyên khởi. Đó là cái giáo trình của Đức Phật hồi xưa. Nhưng mà bây giờ thì đa số mọi người khi tới thì đa số là đều khuyên mọi người niệm Phật hết, đúng không ạ? Đa số là đều niệm Phật hết. Nghĩa là để mà tiếp cận những vị mới thì đa số là các tổ cũng dùng các phương tiện, nói là đới nghiệp vãng sanh.
đúng không? Nghĩa là mình bây giờ làm sao? Mình không có đừng có lo nghĩ về cái nghiệp cũ nữa, đúng không? Bao giờ mà tiêu hết nghiệp mới thành Phật? Mấy cụ nghe cái việc đó không? Nghĩa là cái nghiệp của mình á, chừng nào hết thì mình mới thành Phật được. Thì pháp môn Tịnh Độ rất là thù thắng ở chỗ là gì? Đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là không cần quý vị phải tiêu hết nghiệp, mà sao vẫn mang cái nghiệp cũ đó đi, nhưng mà sao đừng có nhớ tới nó nữa, đừng có áy náy về nó nữa, cứ nhất tâm niệm Phật ngay từ bây giờ đi, đúng không? Thì cũng sẽ được vãng sanh. Một khi vãng sanh là sao? Một khi vãng sanh là một đời sẽ thành Phật đó. Đây cũng là một phương tiện để sao ạ? Để cho mọi người không có bị áy náy về những cái nghiệp trong quá khứ mình đã tạo đó. Thì cũng giống như Đức Phật hồi xưa dạy tứ niệm xứ, là dạy cho con người ta quán bốn cái pháp quán đó đó, để cho người ta sao không có chạy theo những cái ý niệm sai lầm nữa, để cho tâm họ dừng lại, đúng không? Thì cái ngày nay cái pháp môn Tịnh Độ mình dùng cái chữ đới nghiệp vãng sanh, nó cũng có tác dụng như vậy, cũng cần tương tự như vậy. Có nghĩa là làm cho mình đừng có nhớ nghĩ tới chuyện quá khứ, mà cũng đừng có ảo tưởng tới tương lai đó. Thì giống như hồi bữa mà những tướng gặp bà cụ hộ niệm á, hồi bữa mới hộ niệm đó, những tướng tới, những tướng chỉ có khuyên gì thôi, cụ gì quên mất rồi, tên gì hả? Thới hả? Đó, thì những tướng thì cứ khuyên là mọi thứ trong quá khứ cụ đừng có nhớ nữa, quên đi, không cần phải nhớ tới, cứ khuyên cái câu đó thôi, tới là không cần phải nhớ tới những chuyện đã qua, bây giờ chỉ có niệm Phật thôi đó. Rồi những tướng sao cũng làm một bài khai thị cho oan gia trái chủ, rồi cũng bảo cụ là những tướng đã thỉnh hết oan gia trái chủ về chùa rồi, nên cụ cứ yên tâm mà niệm Phật thôi. Nhưng mà thật sự những tướng có thấy được oan gia nào đâu, nhưng mà cũng thỉnh là mình cũng làm theo đúng cái lời mời rồi vậy á. Nhưng mà có vị oan gia nào về hay không thì mình không biết, nhưng mà mình cũng nói như vậy để cho cụ an tâm đó. Nên nên tại sao mà trong nhà Phật có gì tội từ tâm khởi đem tâm sáng, đem tâm xám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu đó. Mấy cụ thấy không? Nghĩa là ngay từ cái trong cái hiện tại đây nè, mà mình làm sao cho cái tâm của mình đừng có nhớ về quá khứ, đừng có ảo tưởng về tương lai đó. Mình sống ngay trong cái hiện tại, đó chính là mình lọt vào cái lỗ hổng thời gian á, thì cái tội mình nó liền tiêu đó. Thì dù là cái pháp môn, dù là cái hướng dẫn như thế nào thì cũng là với cái mục đích như vậy. Người sơ cơ thì chưa có thể nói rõ được, thì chỉ có thể nói là đới nghiệp vãng sanh để khích lệ họ niệm Phật thôi, để họ bắt đầu tới đạo thôi, đúng không? Rồi khi họ tới được một chút rồi thì bắt đầu mình giải thích sâu hơn một chút, mình dạy cho họ cái cách quán tưởng, đúng không? Tứ niệm xứ đó, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ là khổ và quán thân bất tịnh đó. Mình dạy cho họ cách quán tưởng, rồi khi họ đi bắt đầu họ có quán tưởng rồi, họ có cái sự chuyển hóa được rồi, thì bắt đầu mình giảng sâu hơn nữa, giảng về cái cách hoạt động của tâm thức của mình. Tại sao mà nó từ đâu mà nó cứ thúc đẩy, nó thúc đẩy cái ý niệm của mình, nó thúc đẩy cái ý niệm của mình nó hoạt động biết, đúng không? Nhiều khi nằm xuống mà đâu có ngủ đâu, nó cứ suy nghĩ miên man vậy đó. Nếu mà người mới tu thì toàn là những ý niệm xấu không à, toàn là những ý niệm thù hằn, toàn là những ý niệm mà được mất, lo lắng, bất an không à, đó là người mới tu. Nhưng mà đến khi mình tu dần dần á, mình bắt đầu mình thanh lọc những ý niệm sai lầm, mình bắt đầu mình thanh lọc ra những ý niệm hơn thua mà bắt đầu mình thanh lọc ra, đúng không? Thì dần dần cái bắt đầu cái giấc ngủ của mình bắt đầu nó nhẹ nhàng dần đó, nó thanh thoát dần đó. Tu là ở cái chỗ đó, mà muốn mà thấy được những cái ý niệm, những cái ý niệm nhị nguyên đó đó, mình phải định tâm mình xuống, cái tâm mình nó phải tỉnh rồi mình mới quan sát, mình mới thấy được đó. Thì mình như vậy mình mới trị được cái thẳng gốc. Còn chẳng hạn như Đức Phật cũng đưa ra bao nhiêu giới, 5 giới, 10 giới, đúng không? 250 giới. Cái đó là Đức Phật là đang cũng là tiếp cận cho cái người mà người ta đã chịu tu rồi, đúng không? Người ta đã chịu tới với mình và người ta đã chịu tu, thì bắt đầu là Đức Phật mới đưa ra giới đó. Nhưng mà muốn mà trị tận gốc á, là mình phải thấy được những cái ý niệm vô minh đó, đó mới gọi là mình trị tận gốc. Thì cái việc tu hành của mình á, nó mới bắt đầu nó nhẹ nhàng dần. Chứ lúc đầu cái người mới tu á, thì mình thấy họ tu quyết liệt lắm, đúng không? Tu rất là chật vật, tu rất là, tại vì á, tại vì khi mà họ tạo ra cái nhiều cái nghiệp xấu á, thì họ trải qua được những cái sự khổ của cuộc đời rồi á, thì khi họ đến với đạo á, họ tu quyết liệt lắm. Đó. Nhưng mà nếu mà không có người chỉ á, không có người chỉ cho họ, thì họ cũng
cũng khó đột phá được lắm. Nghĩa là có thể là ban đầu là cái họ có thể cũng có được những cái cảnh giới, cũng có những cái cảm ứng, nhưng mà rồi sau đó rồi lại bị tái phạm lại, đúng không? Khi sướng lên một chút, đúng không, khi họ nhẫn chịu được một chút, khi sướng lên một chút bắt đầu họ lại dễ bị tái phạm lại những cái tập khí cũ đó. Chính vì vậy mà mình phải giảng cho họ thật là cặn kẽ, cho họ hiểu được cái ý niệm vô minh nào đó. Thì dần dần á, khi họ hiểu ra được rồi thì dần dần cái tu của họ bắt đầu nó nhẹ nhàng hơn, mà nó bắt đầu nó có cái sự chứng trong đó, chứng ở đây là cái sự an lạc trong đó, và nó duy trì được lâu dài đó. Cái đó là cái trình tự của người tu mà Đức Phật hướng dẫn đó. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là ngài mới gặp đó, thì đầu tiên ngài sẽ phân tích về tứ diệu đế này, bát chánh đạo này. Bát chánh đạo là gì, ví dụ biết không ạ? Bát chánh đạo đầu tiên là phải gì? Có chánh kiến, xong rồi tới chánh tư duy, xong rồi mới tới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó, nó phải đi theo cái 8 cái bước như vậy đó. Nhưng mà mấy cậu để ý là khi mà tùy cái đối tượng nữa nha. Những tướng để ý á, chẳng hạn như cái Phật giáo mà bắt truyền á, thì họ lại đi theo cái hướng là gì? Niềm tin rất là mạnh. Nghĩa là chẳng hạn như họ nói là anh mà làm cái việc này á, anh tạo cái nghiệp này á, là anh sẽ bị gì? Bị quả báo xấu. Những cái gì mà anh làm là đều có những vị thần á, người ta ghi chép lại và bị cái quả báo. Chính vì vậy mà họ viết ra một cái bộ cảm ứng thiên, một bao nhiêu điều đó, và y vào cái điều này mà làm cho họ những cái người mà tu mà theo cái truyền thống bắt truyền á. Bắt truyền là mấy cậu biết là ở những nước nào không? Truyền thống bắt truyền là từ Ấn Độ nè, truyền qua Trung Quốc nè, truyền qua Hàn Quốc nè, truyền qua Nhật Bản nè, truyền vào miền Bắc Việt Nam nè. Đó là cái hướng bắt truyền. À, còn cái hướng Nam truyền á là thể truyền từ đâu ạ? Truyền qua Sri Lanka nè, truyền qua Miến Điện nè, truyền qua Thái Lan nè, rồi truyền tới miền Nam Việt Nam. Đó là hướng Nam truyền. Đó, cái hướng Nam truyền á thì nó sẽ Đức Phật sẽ giảng hơi khác một chút. Đức Phật sẽ giảng về các quy luật tự nhiên nhiều hơn. Nghĩa là cái quy luật biến hóa của nội tâm của mình nó như thế nào, Đức Phật mô tả rất là kỹ. Nó mô tả đó như là 12 nhân duyên đó, Đức Phật mổ xẻ ra rất là kỹ. Nhưng mà khi đưa qua bát truyền á thì cách giảng của Đức Phật nó hơi khác, giáo lý hơi khác. Thì những tướng mới thấy là chủ yếu là do có hai loại căn tánh. Đó, căn tánh thứ nhất là gì ạ? Căn tánh thứ nhất là họ cái thần thức của họ nó phát triển từ các tế bào mà nó tiến hóa lên. Đó, từ các tế bào mà nó, khi cái tế bào này nó chết rồi cái thần thức nó tìm một cái tế bào phức tạp hơn, nó đầu thai. Cứ như vậy mà nó tiến hóa lên thành con người. Đó, cái loại thần thức này á thì nó lại thích về các loại quy luật tự nhiên. Nên tại sao mà trường đại học người ta cũng phân ra làm hai trường đại học là trường gì? Thuộc đại học tự nhiên, đúng không? Rồi cái loại kia là trường đại học xã hội nhân văn. Còn cái loại mà nó đi theo cái hướng xã hội á, là những tướng để ý là thấy là cái thần thức của nó là nó được hình thành từ ở trong một cái cõi trời gọi là cực quang tịnh. Xong rồi sau đó là bắt đầu nó thoái hóa dần, cái bắt đầu nó xuống tới con người, rồi bắt đầu tạo ác nghiệp, rồi bắt đầu nó đọa xuống súc sanh, rồi nó đọa xuống ngạ quỷ, rồi nó đọa xuống địa ngục. Đó, cái loại này là cái thần thức của nó là mang tính xã hội nhiều, nghĩa là nó tin vào cái thần linh rất là mạnh, cái niềm tin của nó đối với cái thần linh rất là mạnh. Đó, chính vì vậy mà cái những cái quyển mà về cảm ứng thiên á, nói về cái việc ghi chép tội lỗi do các thần linh người ta định phạt á, thì loại căn tánh này người ta rất là tin vào cái điều đó và người ta không dám phạm. Đó, còn cái loại mà cái thần thức mà từ tiến hóa lên từ cái tế bào đó thì nó lại tin vào các quy luật tự nhiên. Nên khi mà Đức Phật nói về cái quy luật tự nhiên, cái sự hoạt động của nội tâm á, thì đó vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sách, lục nhập, xuất thải á, là nó lại phù hợp với cái loại căn tánh đó. Và nhất là thời nay nữa, thời nay khi mà khoa học nó phát triển á, thì cái loại căn tánh về mặt tự nhiên á, bắt đầu nó chiếm ưu thế. Hồi xưa á, thì cái loại căn tánh về mặt xã hội á, nó chú trọng về mặt xã hội, về mặt quan hệ xã hội á, nó chiếm ưu thế, nó làm quan trong triều đình, làm vua chúa rất là nhiều. Nhưng mà cái thời nay á, khi khoa học nó phát triển á,
đó thì cái loại căn tánh mà về cái mặt khoa học tự nhiên bắt đầu nó chiếm ưu thế, bắt đầu là nó ngang ngửa rồi đó. Nên tại sao mà những tướng mà đi vào Nam là cũng mục đích đó, tại vì những tướng thấy cái người miền Nam mình á nó theo cái hướng Nam truyền thì tự nhiên nó sẽ rất là phù hợp với những loại giáo lý như là tứ niệm xứ nè, tập nhị nhân duyên nè, duyên khởi nè đó, rồi a lại gia duyên khởi nè, thì từ từ đó, đó từ từ rồi những tướng sẽ triển khai tiếp từ từ. Thì hai cái đó thì trên cái bệnh viện thì thấy nó là khác nhau đúng không, nhưng mà về cái bản chất thì nó vẫn giống nhau. Mấy cậu biết giống nhau cái chỗ nào không? Là tạo nghiệp thì phải chịu quả báo đó. Cái nghiệp này là như thế nào? Cái nghiệp này á thì là sao? Ở bên kia thì nói là do thần ghi chép vô đúng không, thần ghi chép vào, nghĩa là cái bên mà mặt của những người mà theo cái đặc tính xã hội á thì họ tin là cái tội của họ là do thần ghi chép lại. Còn cái người mà theo cái quy luật tự nhiên á thì họ cái những cái việc họ làm á đúng không, là nó tự ghi chép lại, lưu lại trong cái a lại gia thức, hay là gọi là lưu lại trong tàng thức, tạng thức. Tạng thức hay tàng thức á thì được gọi là gì? Tạng có nghĩa là lưu trữ, nghĩa là những việc gì mình làm thì đều được lưu vào trong cái tạng thức hết. Cái tạng thức này nó là cái vô hình, chỉ những người mà có thiên nhãn, có pháp nhãn, có Phật nhãn thì họ mới thấy được thôi, còn phàm phu mình thì không có thấy được đó. Nên hồi xưa người ta không có ví dụ được, không cách nào mà để mà ví dụ được cái tạng thức này hết. Nhưng mà ngày nay mấy cụ thấy không, ngày nay là nhờ cái gì? Nhờ có cái chiếc máy tính đó, tự nhiên nó có cái bộ nhớ, nó lưu giữ thông tin đó. Thì tự nhiên từ đó mà tự nhiên cái khái niệm a lại gia thức của Đức Phật bắt đầu được phổ biến trong giới khoa học, cái a lại gia thức đó. Nên mấy cụ thấy đó, nhiều người định nghĩa cái chữ nghiệp nó không có được đầy đủ. Cái nhiều người nói là nghiệp có nghĩa là cái quả báo phải trả, tại vì như vậy cũng chưa đủ, tại vì đã tạo ra, mới tạo nghiệp thì làm sao mà có quả báo liền, đúng không? Nếu mà định nghĩa như vậy cũng không đúng. Mà nếu mà anh tạo nghiệp á, cái nhiều người định nghĩa là nghiệp có nghĩa là anh đã tạo tác một cái hành động nào đó thì gọi là tạo nghiệp, nó cũng chưa đủ, đúng không? Chẳng hạn như mới đánh người thôi mà mình thì nhiều khi mình la nó nhiều khi nó còn la lại mình nữa. Nhưng mà nếu mà mình bảo là mày vừa mới tạo nghiệp là nó sợ, đúng không? Nó sợ là vì sao? Cái chữ nghiệp này nó còn mang cái ý nghĩa là gì? Ghi nhận lại, nghĩa là anh hành động xong rồi anh còn bị ghi nhận lại đó. Thì nhiều người mà người ta không có, nhiều người ngày nay á, xã hội ngày nay á, người ta tạo ác là do cái gì mấy vụ biết không? Người ta không tin vào cái chữ nghiệp này, người ta cứ nghĩ là sao? Người ta xóa hết dấu vết thì công an người ta không có thể nào mà truy tội được, không thể nào mà kết tội được, nên họ dễ dàng tạo ác, đúng không? Chứ nếu mà họ mà hiểu cái chữ nghiệp này á, có nghĩa là sao? Nghĩa là họ tạo ác trong tâm thức của họ nó sẽ ghi nhận lại đó, thì cái đó gọi là nghiệp đó. Thì tự nhiên họ sợ, họ không dám làm ác nữa, họ làm cái gì nó cũng ghi nhận lại hết. Thì cái đến khi sao? Khi xuống vua Diêm Vương á, vua Diêm Vương đâu cần phải lục cái gì đâu, ngài có thần thông mà ngài nhìn vào trong cái a lại giải thức của mình á, là ngài biết là mày đã tạo cái gì rồi, theo cái đó ngài thử thôi, đúng không? Ngài theo nó lưu hết trong a lại giải thức rồi mà, đâu còn cãi được nữa đâu. Ngài, ở trong đó, ở trong địa ngục gọi là có gì? Có cái kính chiếu nghiệp á. Cái kính đó là nó chiếu từ trong cái a lại giải thức của cái người đó chiếu ra cho người đó thấy luôn, là lúc đó hết cãi. Ở nhân gian này thì còn cãi được đúng không? Đúng không? Không. Thì người trần mất thịt mà thì nhiều khi còn giấu được, chứ mà xuống âm ty là không còn giấu được nữa. Đó, nếu mà nên bây giờ nếu mà ai mà chỉ cần tin vào cái chữ nghiệp này thôi là làm người tốt rồi, làm được người tốt rồi đó. Đó, nên mấy cụ thấy không, cái chữ nghiệp là gì? Là hành động và ghi nhớ lại. Thì như vậy là sao? Nó được thể hiện được tới bốn mắt xích trong giáo lý duyên khởi luôn, đúng không? Giáo lý duyên khởi là gì? Vô minh duyên cho hành, đúng không? Hành duyên xúc thọ ái thủ hữu. Thủ có nghĩa là gì? Thủ có nghĩa là ghi lại đó, có nghĩa là thủ á. Thủ có nghĩa là nắm giữ, là ghi lại. Hữu có nghĩa là tồn tại ở trong cái tâm thức của mình, gọi là hữu. Đó, một cái chữ nghiệp thôi mà nó đã thể hiện được ba mắt xích: hành, thủ. Hành là hành động, thủ là ghi nhận, hữu là tồn tại. Ba mắt xích trong cái giáo lý duyên khởi rồi. Và cái, nhưng mà cái nghiệp này nó còn có mang ý nghĩa là vô minh nữa. Do mình ngu si nên mình mới hành động, mới tạo nghiệp chứ. Có ai mà giác ngộ rồi đi còn tạo nghiệp nữa không? Đúng không? Nên trong cái chữ nghiệp này nó
đã tìm ẩn bốn cái mắt xích trong cái giáo lý duyên khởi rồi. Đó nên mấy cụ thấy cái giáo lý duyên khởi là nó đi với cái chữ nghiệp rất là chặt chẽ. Nếu mà nhiều người người ta giảng cái chữ nghiệp á mà không gắn kết với cái kinh điển giáo lý á, thì họ giảng nó không có được chính xác. Nhưng mà khi mà đem cái chữ nghiệp mà gắn với cái giáo lý của Đức Phật vô thì tự nhiên cái chữ nghiệp nó rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Đó. À, thì những tướng chia sẻ nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi. Thì chắc là nhanh quá thì có thể mấy cụ sẽ lên trên trang YouTube á. Những tướng khi mà những tướng giảng vậy, những tướng đều quay và lưu lại trên YouTube hết. Thì mọi người cố gắng nghe nhiều lần thì mới huân tập được, thì mới hiểu ra được, rồi mới thay đổi được những cái ý niệm của mình. Chứ mới nghe lần đầu chắc nó lạ lắm, đúng không ạ? À, vậy thôi thì chắc những tướng chỉ chia sẻ tới đây. Rồi A Di Đà Phật, rồi chúc mấy cụ, mấy cô cố gắng duy trì đều đặn. A Di Đà Phật, ủng hộ những tướng. A Di Đà Phật. Rồi giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.